Sắc Bình bị người yêu cũ tố lằng nhằng không ly hôn để chia tài sản, vỗ mặt Phương Oanh cực gắt. Một tài khoản tự nhận là người yêu cũ Sắc Bình bất ngờ lên tiếng khiến drama tình ái càng thêm phức tạp. Đáng chú ý, người phụ nữ này dùng nhiều lời lẽ khá nặng để chỉ trích Cá Mập và bạn gái Phương Oanh. Nửa đêm ngày 9 tháng 9, Phương Oanh gây sốc khi lên mạng bóc phốt vợ chính thức của Sắc Bình. Diễn viên Quỳnh Búp Bê mỉa mai, doanh nhân Đào Lan Hương muốn lợi dụng tên tuổi cô để gây chú ý, không muốn ly hôn để phân chia tài sản. Đính kèm với bài viết, chân dài sinh năm 1989 công khai đoạn tin nhắn chứng minh vợ Sắc Bình từng ủng hộ chồng tiến thêm bước nữa, nhưng lần này lại đóng vai bị hại. Sau phát ngôn của Phương Oanh, mới đây một tài khoản tự nhận là người yêu cũ Sắc Bình bất ngờ thêm dầu vào lửa. Trong bài viết, người yêu cũ mắng thẳng mặt Cá Mập là người đàn ông lăng nhăng, nhắn tin chơi gà mới dù đang tìm hiểu mình. Trao đổi trực tiếp với vợ chính thức, người yêu cũ mới ngỡ ngàng vì hóa ra Sắc Bình mới là người trì hoãn ly hôn nhằm mục đích tẩu tán tài sản. Thậm chí, doanh nhân Đào Lan Hương còn khuyên chị nên chấm dứt chuyện tình này càng sớm càng tốt. Anh Bình từng đến nhà đặt vấn đề với mẹ em, xin qua lại với em, con trai anh ấy em gặp đầy. Bố anh trai chị dâu cháu chắc, nên cái trò chị Oanh nói như cái quần què. Ai anh ấy chả thế, mục đích là nhân giống khắp nơi cho bằng bạn bằng bè. Bạn bè hôn đi Nga, có ai dưới ba vợ đâu, toàn vợ này đẻ là đến vợ kia đẻ. Vợ này đẻ là vợ sau bầu, coi phụ nữ như cái máy đẻ. Tất cả những người từng hẹn hò với em đều biết, dù chưa xác định nhưng em hay dắt về gặp mẹ. Qua được mẹ thì mới xác định yêu, nhưng đen thay mami say no. Thế mà em vẫn cho anh cơ hội sau khi em đi công tác Nha Trang về, cho thể hiện tấm lòng thành, thì phát hiện anh đang nhắn tin tình tứ với một chị single mom. Sau thì anh bảo vì em mãi dần dừ, không cho anh cơ hội. Em đứng núi này trong núi nọ nên anh phải quen người mới, chứ thật ra anh chỉ có mình em. Đây em xem anh còn tán cả bạn nó đây này, nó đang chửi anh đây này, em là số 1. Câu chuyện kết thúc super chóng vánh khi em nhắn tin cho chị Hương biết rõ sự tình thì mình mới biết người không muốn ly hôn là anh Bình. Anh ấy muốn thế để khỏi chia tài sản và tẩu tán bớt đi. Sau đấy em nhắn tin cho chị Hương xin lỗi đàng hoàng. Và đến bây giờ chị ấy vẫn nói em chỉ là người bị hại, chị ấy không nghĩ gì. Còn bảo may em biết sớm kết thúc sớm, không khổ 20 năm như chị. Tuần trước vừa ngồi nói chuyện đến 1 giờ sáng khi mình vừa về đến sân bay. Má đã bị lừa còn bị lôi vào drama. Vợ anh Bình kể tháng 7 anh Bình mới đòi ly hôn, lúc đó mới gặp luật sư, nói với chị ấy, anh đang quen người nổi tiếng, nên bị lộ thì em nói là ly thân lâu rồi nhé. Nhưng chị Hương bảo không đâu, bà ấy không đôi co vì giờ chỉ cần tiền và con thôi ạ. Dù đã kết thúc chuyện tình với Sắc Bình, nhưng vẫn bị Phương Oanh lôi vào drama tình ái. Người yêu cũ tức giận chỉ trích diễn viên phim Quỳnh Búp Bê, đồng thời tuyên bố mời luật sư vào cuộc nếu như vẫn tiếp tục đem mình ra làm lá chắn. Ở câu chuyện này, người yêu cũ Sắc Bình đứng ra bên vực doanh nhân Đào Lan Hương, đồng thời chê Phương Oanh nên cần khôn lên và hứa hẹn combat ở bài viết sau. Mới hôm qua, bỗng nhiên anh Bình bảo hận mình thù mình sẽ mang mình ra làm lá chắn. Mình cũng gọi điện cho chị Hương và luật sư luôn. Mình bảo mình rảnh đâu liên quan, lôi mình vô làm chi. Cứ tự nhiên xuất hiện rồi bảo cho mình mất hết. Hóa ra hôm nay làm trò mèo, muốn chứng minh trước đó yêu mình rồi mà chị Hương không nói gì. Sao giờ yêu anh chị Hương lại thế? Câu chuyện nhạt nhẽo nhưng mai khi em tỉnh thì em chửi anh sau. Anh cần khôn lên chứ như thế này thì đúng chỉ là búp bê. Che tên thì che hết đi còn hở. Hở hết ra cho em tăng follow bán khóa học. Chị Hương thì take it full rồi. Anh Bình quảng cáo được chuỗi vay tiền rồi. Em vẫn chưa bán được cái khóa học livestream này.